tên thực đơn chúng ta sẽ copy cho nó chuẩn, đỡ nhầm lẫn, đỡ sai sót. Những sai sót chính tả này rất là mệt các bạn nhé. Ok. Ok, xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular 13 .NET Core API và SQL Server năm 2022. Thì bài lần trước thì chúng ta đã import thành công thư viện Bootstrap và tạo ra một menu bằng Bootstrap 4.5. Đây các bạn thấy là menu của chúng ta đã hoạt động. Ở bài tiếp theo này thì chúng ta sẽ sử dụng API cũ đã tạo trong những bài trước để dùng vào web frontend của chúng ta. Chúng sẽ lấy dữ liệu lên frontend này, lên Angular này. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ mở Visual Studio Code lên và cấu hình API. Chúng ta sẽ khởi tạo một biến và chỉ là read only, có tên là API URL, và chúng ta sẽ gõ URL của API của chúng ta vào đây. Thì chúng ta sẽ mở trình duyệt của chúng ta và chúng ta sẽ gõ localhost của chúng ta, và không phải 4020 mà là năm bao nhiêu nhỉ? Nếu như các bạn cũng quen như tôi thì chúng ta hãy cùng truy cập lại vào trang web API backend của chúng ta. Các bạn hãy truy cập đến nơi chứa API .NET của các bạn. Đây, tôi sẽ để xuống API của tôi ở đây. Đây rồi. Và di chuyển vào trong bên này, và sau đấy thì chúng ta sẽ mở CMD ở đây và chúng ta sẽ chạy web của chúng ta lên, và chúng ta sẽ biết được cổng của backend của chúng ta đang chạy ở cổng nào. .NET Run đây, chúng ta đã lên rồi, là cổng năm đây là cổng 5621, đây cổng của chúng ta đây. Chúng ta sẽ cùng chạy thử. Đó, đúng rồi, đúng là cái này rồi. Chúng ta sẽ copy đoạn localhost này và paste vào trong biến API URL của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ thêm một đoạn chữ API vào đây nữa. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo một biến URL. Nhưng đây sẽ là photo URL. Và sau này chúng ta sẽ đổi thành photo. Ok. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cấu hình hàm constructor. Chúng ta sẽ truyền một tham số private http http client. Trong hàm này thì chúng ta sẽ định nghĩa các API của chúng ta. À không. Chúng ta sẽ định nghĩa các API ở ngoài hàm constructor các bạn ạ. Đầu tiên sẽ là hàm mà lấy danh sách thực đơn. Chúng ta sẽ chúng ta sẽ trả về kiểu là kiểu observer.
xong sẽ là any bất kỳ. Và trong định nghĩa của hàm này thì chúng ta sẽ trả về API của chúng ta. Chúng ta sẽ gọi sys.api URL cộng với tham số đằng sau là thực đơn. Ok, như vậy là chúng ta đã cấu hình xong. À, chỗ này tôi đang bị sai cú pháp. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại. Sorry các bạn. Swagger này. Thực đơn. Chạy ra. Kêu. Localhost 5126 API thực đơn. Thực đơn sẽ viết hoa các bạn ạ. Ok. Tương tự chúng ta cấu hình API cho các hàng thêm sửa và xóa thực đơn. Tôi sẽ copy và sửa lại một chút. Thêm thực đơn, sửa thực đơn và xóa thực đơn. Ngoài tham số API thì chúng ta sẽ phải truyền dữ liệu vào đây, truyền giá trị. Xin lỗi các bạn, ở dưới nhé, hàm danh sách thì không cần truyền giá trị gì cả. Thêm thì chúng ta cần phải thêm giá trị. Kiểu trả về của chúng ta sẽ là chúng ta sẽ chuyển tham số va vào đây bất kỳ. Chúng ta sẽ không trả gì về hàm này. Hàm này chỉ là hàm thêm vào DB thôi, không lấy ra gì cả. Tương tự cho sửa và xóa thực đơn. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra API sửa và xóa của chúng ta. Thêm. API của chúng ta sẽ vẫn là thực đơn thôi. Vẫn là thực đơn thế này, không thay đổi gì. Tiếp tục chúng ta sẽ cấu hình cho món ăn. 4 API món ăn. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem món ăn của chúng ta sẽ là gì. Là món ăn thôi. Thêm món ăn, sửa món ăn, xóa món ăn. Ok, như vậy là đã đủ các API phải rồi phải không ạ? Các bạn chỉ nghĩ là đủ thôi nhưng thực ra là vẫn chưa đủ đâu. Các bạn biết còn thiếu API gì nữa không? Tôi sẽ cho các bạn 5 giây suy nghĩ. Vâng, chính xác, chúng ta đang còn thiếu API upload ảnh và API lấy ra tên tất cả thực đơn.
Đầu tiên là AI, tay anh. Tôi sẽ đặt lại tên cho hàng này là tay anh. Ok. Chúng ta sẽ cùng lên lấy đường dẫn. Đơn món ăn, món ăn, món ăn. Đây. À, sẽ là món ăn save file. Tiếp đấy là hàm mà lấy ra tất cả danh sách thực đơn. Chúng ta sẽ copy hàm get này. Lấy này thì nó sẽ trả về giá trị chúng ta. Chúng ta sẽ đặt tên là lấy danh sách tên thực đơn. Okay. Ta sẽ cùng kiểm tra giá trị hàm này get all tên thực đơn. Tên thực đơn chúng ta sẽ copy cho nó chuẩn, đỡ bị nhầm lẫn, đỡ sai sót. Những sai sót chính tả này rất là mệt các bạn nhé. Ok, như vậy bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.